Hello các bạn, Kim Chi mến chào quý anh chị em nha. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tại nhà thờ Đức Bà. Đây, em cầm này ra mình chạy. Kim Chi mến chào hết quý anh mình ha. Hôm nay là đêm 25 tháng 12 năm 2023. Kim Chi đi ra đi lễ rồi ở giáo xứ Hành Thông Tây á. Rồi hôm nay Kim Chi quay lại nói chuyện nha. Rồi hôm nay là Kim Chi đi ra nhà thờ Đức Bà. Hả? Kim Chi nhờ thờ Đức Bà mình thăm viếng coi thế nào ha. Thì nói chung ra là từ đường ở dưới quận Gò Vấp ra Sài Gòn á, không có kẹt xe nha các bạn. Bị gì ngày 25 rơi vào ngày thứ hai, nhưng mà năm nay cũng hạn chế nhiều. Thì tất cả những người dân, giáo dân với lại những người ngoại đạo, có đạo thì họ tập trung đây. Nhưng mà xe không có đông nha các bạn, không kẹt xe. Năm nay là không kẹt xe. Kim Chi quay một vòng ha. Quay một vòng cho quý anh chị em gần xa xem coi nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn nha các bạn. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đây. Bây giờ là 7:30, là tức là 19:30 Việt Nam. Cái này không phải, cái này là những cái nhà hát hay gì đó, không biết mà. Chị giờ quay qua đây ha. Nhưng mà nhà thờ Đức Bà này đang trùng tu. Đang trùng tu nha các bạn. Thì vẫn văn đèn nha, đón Chúa, giáng sinh. Đây, đang trùng tu. Kim Chi ra đi ra tới đây rồi nè. Kim Chi mến chào hết quý anh chị em mình ha. Giờ mình đi dài vô đây ha các bạn. Đây Đức Mẹ nè. Đây mình đi lại đây mình quay. Kim Chi mến chào Châu Nguyễn. Kim Chi mến chào hết quý anh chị em mình. Đây là mấy người. Còn Sài Gòn nè các bạn. Đây là nhà thờ Đức Bà. Mình tiến vô đây ha. Kim Chi đi lễ rồi. Rồi những người người ta có đạo thì ta đứng cầu xin mẹ các bạn. Ở Sài Gòn, Kim Chi đang ở Sài Gòn ở nhà thờ Đức Bà các bạn. Ở Châu Nguyễn.
quay một đoạn này cho quý anh chị em mình xem ha, mình đi tiến vô đây ha. Bây giờ ở nhà thờ Đức Bà này đang trùng tu, nhưng mà người ta lót như vậy nè, không biết có cho vô hay không, đang trùng tu. À, vậy là không cho vô. Đang cử hành lễ, đang trong ở trong nhà thờ Đức Bà đang cử hành thánh lễ, lại khóa lại. Mình thì đi ở đây đang trùng tu không vô được các bạn. Treo đèn bích hết. Kim Chi hôm nay là đêm 25, Kim Chi xin nhắc lại đêm 25 tháng 12 năm 2023. Kim Chi luôn chúc bình an và an lành cho quý anh chị em và các bạn. Lễ nè, lễ nhà thờ Đức Bà nè, Sài Gòn nè các bạn. Đây là cái bản lịch lễ á. Bản lịch lễ nè. Đó, bản lịch lễ. Thánh lễ nhà thờ Đức Bà. Quý anh chị em nào không có dịp đi ra đây thì Kim Chi quay tí xíu cho quý anh chị em mình xem. Kim Chi cũng muốn ra xem chứ đâu có đi lễ được, xa quá. Cháu Kim Chi đi ra đây rất là xa quý anh chị. Đây là mặt trước á, mặt trước nhưng mà đang trùng tu. Những người có đạo không đạo người ta cũng đến mừng lễ Chúa Giáng sinh, ngày sinh nhật của Chúa. Nhưng mà không đông đâu các bạn. Không đông, năm nay là không đông rồi đó. Nhà thờ Đức Bà này đang sửa lại nha các bạn. Đang sửa lại nhưng mà lấy cái mô hình của ngày xưa. Gọi là trùng tu. Đang sửa lại. Nếu nói về ngày xưa mà lễ Noel á, dù cho có rơi vào ngày thứ mấy cũng vậy, cũng đông. Đêm 23 thì cũng không đông, không kẹt xe. Đêm 24 thì cái thánh, những cái thánh lễ mà gần nhà thờ á, thì chỉ đông, đông giáo dân chứ cũng chưa gọi là kẹt xe. À, thì hôm nay á, Kim Chi đã đi ra ngoài, đã đi lễ xong rồi mới đi ra ngoài dạo ở ngoài nhà thờ Đức Bà. Nhưng mà mình thấy là năm nay nó quá điều hiu. Hầu như là những người mà theo Kim Chi biết ấy, là những người không có đạo, thì mọi năm là họ cũng đổ xô về cái Sài Gòn này, ngay vòng vòng cái giáo đường là gọi là nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Mà năm nay thì công nhân nó nghỉ hết rồi, đâu còn ai đâu các bạn. Chẳng còn ai hết, cho nên ít người lắm nha, rất là ít người. Và đi xe cũng không phải bị kẹt xe, trống lỏng à. Khi mà trên đường về thì cũng vắng, vắng lắm. Bị mới có 7 giờ mấy, 8 giờ thôi là nó vắng, nó giống như cái ngày bình thường. Mà ngày mình bình thường nó còn đông hơn. Ngày lễ Noel năm nay thì đón Chúa Giáng sinh rất là vui, nhưng mà buồn là ít và hạn chế, vì kinh tế bây giờ đang suy thoái mà hạn chế rất là nhiều. Ngay nơi đây là cái phía trước của nhà thờ Đức Bà, còn vòng qua mé kia là mé phía sau, gọi là trùng tu, là đang sửa quý anh chị em. Đang sửa, đang làm mấy năm rồi đó, chưa có xong. Còn cái trước mắt của Kim Chi đây là bên đó là bưu điện Sài Gòn.
Đó là này, tối quý anh chị em mình cũng ít có thấy. Bưu điện Sài Gòn nó nằm bên đó. Chỉ có bao nhiêu người dọn dẹp như thế này thôi, chứ mọi năm là thôi. Đừng hòng mà đi ra ngoài này mà chen chân lọt, đừng có nói mà đi xe được. Đông, nó đông nghịch luôn, đông dữ dội lắm. Nhưng mà năm nay thì giờ này là giờ cao điểm rồi mà. Hello các bạn, bây giờ mình đã quay được một đoạn cho các bạn xem. Đó, Kim Chi đây. Đó. Mình quay cho các bạn xem để biết. Các bạn thấy không? Thì cái mic của mình nãy giờ nó không có nghe hay gì á. Mình không biết các bạn có được nghe hay không. Thôi mình đi về nha. Chào các bạn. Đường này là đường Võ Thị Sáu. Đường này là đường Hai Bà Trưng với cắt ngang Võ Thị Sáu. Bên này là công viên. Bên này công viên Lê Văn Tám. Đêm 25 tháng 12 năm 23 nha các bạn. Kim Chi đã đi ra ngoài nhà thờ Đức Bà. Không cà phê, đường chạy bon bon. Đường chạy bon bon. Đây là đường Hai Bà Trưng nè, mình sẽ quay đây cho các bạn coi ha. Đây là gió nhà thờ Tân Định. Tân Định các bạn, đường Hai Bà Trưng. Nhà thờ Tân Định. Nhà thờ Tân Định nè các bạn. Năm nay Noel đi phá re. Đi mới kẹt xe kẹt cộ gì, không có đông gì á. Hồi đó giờ mới thấy cái Noel này. Mới thấy Noel này là không.
không có người nhiều à. Làm ăn khó khăn. Rồi một số người ta về quê nữa. Những cái người ở Sài Gòn người ta đi lễ thôi. À, thấy không, chạy bon bon các bạn. À, đâu có đông gì đâu. Một kẹt xe mỗi năm mà 25 dù rơi vào bất cứ rơi vào cái ngày nào cũng vậy. Cũng vẫn đông. Qua cái cầu Kiệu, cầu Kiệu nha các bạn.